kính chào bà con nông dân và quý khán giả xem bản tin 365 ngày chuyển động. Hôm nay ngày 6 tháng 2 năm 2019, nhằm ngày mùng 2 Tết Kỷ Hợi. Năm con heo sẽ mở ra ước vọng và niềm tin mới cho nông dân. Đầu năm nói chuyện về con heo, về nghề nuôi heo chuồng lạnh ở Lâm Đồng phát triển như thế nào cũng là câu chuyện làm ăn hiệu quả mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị và bà con. Trong không khí vui xuân, hợp mặt bạn bè, họ hàng, chén chú, chén anh, nên không khí mua sắm rau quả ở các tỉnh thành vẫn còn. Bà con nông dân cũng không quên thăm ruộng, vườn để chăm sóc đạt năng suất sau Tết. 365 ngày chuyển động cùng bà con vui xuân, nhưng không quên cập nhật những thông tin nông nghiệp hữu ích, kịp thời. Rau sạch được ưa chuộng, hút hàng tại các siêu thị ở Cần Thơ. Nuôi heo công nghệ chuồng lạnh, gia công cho doanh nghiệp đang là xu hướng ở Lâm Đồng. Chim công hay còn gọi là khổng tước, trại nuôi lớn nhất miền Tây năm nay đón Tết vui vì chim công cho thu nhập khá. Rau củ quả là mặt hàng không thể thiếu để chế biến các món ăn hàng ngày, đặc biệt là trong 3 ngày Tết, sức hút rau củ quả càng lớn. Lo ngại dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tồn dư, hiện nay người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn sản phẩm sạch. Vậy để mua sản phẩm được cho là an toàn, thì thường người tiêu dùng tin tưởng chọn mua hàng ở đâu? Đây cũng là nhu cầu của nhiều người về nơi mua sắm Tết an toàn, thuận lợi. Các điểm bán các loại rau sạch tại Cần Thơ hút hàng, phóng viên chương trình thông tin cho chúng tôi. Thưa quý khán giả, phía sau tôi thì mọi người đang đóng gói rau để chuẩn bị giao cho khách. So với ngày thường thì nơi đây thu hoạch từ 300 đến 400 kg, nhưng mà vào thời điểm Tết như hiện nay thì số lượng đã tăng lên gấp đôi hoặc gấp ba. Với diện tích 3.000 m2, Tết Kỷ Hợi năm nay, trang trại rau Thủy Canh của chị Lâm Việt Hòa đã cung cấp cho thị trường hơn 2 tấn rau sạch, tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Do sức mua năm nay tăng nên các thành viên đã phải hoạt động liên tục từ khâu thu hoạch cho đến đóng gói. Tươi ngon, giá cả lại luôn ổn định, nên rau sạch Minh Hòa luôn chiếm được cảm tình của nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh. Nhà nhà đều muốn có cái sản phẩm sạch trong nhà, thì rau cũng vậy thôi. Nếu mà tính rau ăn lá không thì khoảng 100 mấy chục loại. Chị chia đều cho 12 tháng, mỗi tháng chỉ có một mùa rau, mỗi một mùa rau chỉ có khoảng 17 loại. Rồi khách hàng sau khi người ta biết mình thì người ta cũng điện thoại để đặt hàng, đến trực tiếp để mua hàng. Và ở nơi đây, công ty cũng sẵn sàng ship, dù là gói hàng nhỏ nhất. Với tiêu chí vì sức khỏe cộng đồng và để nhà nhà được sử dụng rau sạch, nên các loại rau ở đây luôn ổn định, chỉ từ 40 đến 70 ngàn đồng một ký tùy loại. Thưa quý khán giả, quýt đường là một trong những loại trái cây miền Tây tiêu thụ mạnh mà lại hiếm hàng. Vừa ăn vừa biếu tặng nên sản lượng quýt chỉ riêng ở xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang sẽ không đủ cung ứng. Quýt đường Long Trị nước tiếng gần xa vì độ ngọt. Tuy nhiên, mấy năm qua do dịch bệnh bùng phát dữ dội nên diện tích đã sụt giảm đáng kể, sản lượng theo đó cũng giảm. Bà con không còn quýt để bán, rất tiếc nuối. Theo bà con, do nhu cầu sử dụng quýt chưng Tết và làm quà biếu tặng nên nhu cầu thị trường tăng cao. Hiện giá quýt loại 1 lên tới 60.000 đồng một ký, loại 2 là 50.000 đồng một ký, tăng khoảng 10.000 đồng so với ngày thường. Với giá này, bà con có lời khoảng 30.000 đồng. Tuy nhiên hầu hết đều tiếc nuối vì hiện nay trong vườn đã không còn quýt để bán. Nếu thương lái đặt trước thì sẽ không có để mua. Được biết do ảnh hưởng của dịch bệnh, diện tích quýt đường Long Trị hiện chỉ còn khoảng 5 hectare. Một thông tin mà bà con trồng dưa hấu cần chú ý là hiện nay Trung Quốc đang siết chặt chất lượng dưa hấu nhập khẩu, trong đó thì có dưa hấu của Việt Nam. Bộ Công Thương cũng vừa ra thông cáo về tình hình sản xuất, tiêu thụ và nhập khẩu của thị trường Trung Quốc. Theo đó, các thương nhân sản xuất, xuất khẩu nông sản nói chung và dưa hấu nói riêng cần tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc của thị trường này. Về tiêu chuẩn chất lượng, Trung Quốc có những quy định chi tiết về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm, kiểm dịch đối với hàng hóa nhập khẩu, cần có chứng thư kiểm nghiệm, kiểm dịch. Ngoài ra, Hải quan Quảng Tây gần đây đã chính thức yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu trái cây trên địa bàn thay đổi vật liệu đệm lót dưa hấu trong quá trình vận chuyển bằng các chất liệu không gây hại, không có sinh vật truyền nhiễm như xốp lưới từ tháng 5 tới. Vì vậy, để bảo đảm xuất khẩu bền vững sang thị trường Trung Quốc, Bộ Công Thương khuyến nghị các thương nhân sản xuất, xuất khẩu nông sản, trái cây nói chung, dưa hấu nói riêng,
chủ động phối hợp với các nhà nhập khẩu Trung Quốc nghiên cứu và tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm, kiểm dịch, bao bì đóng gói, truy xuất nguồn gốc của thị trường này. Đầu tư nuôi bò cũng là hướng đi làm đa dạng cây con của tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay thì tổng đàn bò sữa toàn tỉnh đạt 20.300 con, sản lượng sữa tươi được ký hợp đồng đạt 95% sản lượng. Với mong muốn là phát triển nghề chăn nuôi bò sữa ở địa phương này ngày càng căn cơ và bền vững, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã đặt ra mục tiêu phát triển tổng đàn bò sữa lên 50.000 con, sản lượng bình quân trên 200.000 tấn một năm, đủ điều kiện thu hút đầu tư ít nhất là một nhà máy chế biến sữa. Tỉnh đã phê duyệt đề án phát triển chăn nuôi bò sữa với nhiều chính sách hỗ trợ tăng đàn, nâng cao chất lượng sữa như sử dụng giống bò sữa HF thuần, hỗ tinh phân giới tính, chuyển giao công nghệ sản xuất thức ăn, ứng dụng cơ giới hóa trong chăn nuôi, các quy trình kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng theo hướng công nghệ cao, an toàn sinh học và hỗ trợ ký kết hợp đồng tiêu thụ sữa tươi cũng đã được triển khai. Bên cạnh bò sữa thì chăn nuôi bò thịt cũng là lĩnh vực thế mạnh đang được ngành chăn nuôi Lâm Đồng quan tâm phát triển. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, tỉnh sẽ tập trung phát triển bò thịt chất lượng cao để đạt tỷ lệ bò lai là 75%, tương ứng với 40.000 con trên tổng đàn 100.000 con. Đề án bò thịt chất lượng cao đã triển khai từ năm 2016. Đến nay, đàn bò đã tăng từ 68.008 con lên hơn 86.300 con. Tỷ lệ đàn bò lai Zebu tăng hơn 65%. Trên địa bàn tỉnh sẽ hình thành hai mô hình chuỗi bò thịt chất lượng cao gắn với các doanh nghiệp chế biến lớn trên cả nước. Thưa bà con, từ lâu chim công hay còn gọi là khổng tước đã được mệnh danh là loài chim quý đại diện cho sự cao sang và xinh đẹp, biểu tượng cho cuộc sống phú quý. Và ở miền Tây có một mô hình nuôi chim công đến thời điểm hiện tại là lớn nhất vùng. Bà con biết không, trước đó bản thân tôi đã từng đến thực tế mô hình chăn nuôi có thu nhập cao ngất này. Chị hình như này, không biết là khi đến đây tham quan thực tế thì cảm nhận của chị về sự triển vọng như thế nào ạ? Dân, đối với bản thân tôi thì có rất là nhiều thông tin thú vị khi mà được biết chim công hay còn gọi là khổng tước thì dễ nuôi hơn các loại gia cầm khác như là gà vịt chẳng hạn. Và đó chính là điều làm tôi rất là bất ngờ. Sau đây là ghi nhận sau một ngày tại trang trại của tôi. Xin mời Sơn Hiền và bà con cùng xem. Dạ, em chào anh Toản. Dạ, em rất là vui khi mà hôm nay được đến tham quan trang trại của anh vào những ngày đầu năm mới. Theo em được biết thì trang trại nuôi chim công của anh là có quy mô lớn nhất ở khu vực miền Tây mình. Như vậy thì anh cho em hỏi là trang trại của mình có bao nhiêu con vậy? Bây giờ của mình đang có là 33 con tất cả. Em thấy là có rất là ít mô hình nuôi. Như vậy thì tại sao anh lại chọn chim công này có cơ duyên này ạ? Tại những cái loại chim này nó thứ nhất là nó đẹp, mấy thứ hai là nó có cái giá trị kinh tế cao. Mới này cái nuôi của nó thì nó dễ nuôi hơn các loại khác. Nhân dịp Tết này thì trang trại của anh xuất bán được bao nhiêu con ạ? Năm nay của mình xuất bán ra ngoài được 7 cặp. 7 cặp trong đó là có 2 cặp công bố mẹ và còn công 1 năm tuổi. Thì mình phân chia theo một là độ tuổi, hai là theo cái màu sắc của con công. Khi chim công này từ lúc mà mới nở cho đến khi mà mình có thể xuất bán được khoảng thời gian là bao lâu anh? Cái thời gian bắt đầu mình bán ra ngoài thị trường bắt đầu lúc con cầm 1 tháng tuổi là mình đã bán ra ngoài. So với những loại gia cầm khác thì khi mà mình nuôi chim công thì nó mang về giá trị như thế nào anh? Nhưng con công này nuôi nó thì nó sẽ đem lại cho mình, cho tất cả mọi người nuôi con công này á, thì nó có cái giá trị kinh tế cao hơn so với các loại khác. Và cái nuôi đầu nuôi của nó thì nó dễ nuôi hơn. Đối với việc nuôi chim công này thì nó cho thu nhập là bao nhiêu một năm ạ? Cái này một năm của mình thì mình cứ trừ chi phí đi thì mình cũng được một năm để dư ra được tầm độ 200 triệu một năm. Từ bán con giống và bố mẹ mới nhận tiền nông công. Dân xin cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý khán giả, theo anh Toản có chia sẻ thì từ việc nuôi chim công như thế này mang về lời là 200 triệu đồng một năm. Đây là một khoản lời khá cao mà nông dân mình rất đáng ao ước. Như lời anh Toản cũng có chia sẻ thêm là nuôi chim công thì chi phí chỉ bằng 1/3 so với nuôi các loại gia cầm khác thôi. Và bên cạnh Quỳnh Dư và anh Toản ngay lúc này đó chính là con Raven, mang về giá trị kinh tế rất là cao. Nhìn thì quý khán giả có thể thấy là màu sắc của con chim công này rất là đẹp đúng không ạ? Và nhân dịp năm mới thì kính chúc anh Toản cũng như là cả gia đình mình thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Đặc biệt là trang trại nuôi chim công của anh sẽ ngày càng lớn mạnh hơn nữa.
Mô hình nuôi chim công của anh Trần Văn Toản đã được nhiều khán giả quan tâm, muốn học hỏi cách nuôi loại chim quyền quý may mắn này. Trong chuyến xuất hành đầu năm 2019, tôi đã quay trở lại trang trại nuôi chim công của anh Toản. Và bà con cũng thấy, năm qua anh làm ăn rất hiệu quả, niềm vui năm mới của anh cũng thấy rõ trên gương mặt. Nếu như nông dân nào cũng có suy nghĩ như anh Toản, đó là muốn nuôi chim công, thì bản tin 365 ngày chuyển động ngày mai, anh Toản sẽ hướng dẫn cụ thể hơn kinh nghiệm nuôi chim công. Kính mời bà con đón xem. Kính thưa bà con và quý khán giả, nhân năm Kỷ Hợi đến, chúng tôi giới thiệu một vài nét thú vị về con heo, cầm tinh của năm nay. Heo là con vật khá gần gũi với cuộc sống của con người, nhưng mà vẫn còn nhiều điều ít được nhắc đến. Trong số 12 con giáp, heo hay còn gọi là hợi là con giáp đứng cuối cùng. Theo các nhà nghiên cứu, heo là sinh vật trung thành, thông minh thứ tư trên hành tinh. Mọi người đều biết heo không nói được, nhưng mà chúng lại có biểu cảm riêng, chúng chạm vào mõm nhau và khẽ kêu một âm thanh đặc biệt là biết đang thể hiện tình cảm. Nói đến giá trị kinh tế thì heo là loài vật được nuôi nhiều nhất, giúp nông dân có thu nhập. Nhiều người nói rằng nuôi một con heo coi như là bỏ ống, nhưng sự thăng trầm về giá cả của nghề nuôi heo cũng khiến cho nhiều hộ chăn nuôi lao đao. Hiện nay tỉnh Lâm Đồng đang chuyển hướng nuôi gia công cho doanh nghiệp, hứa hẹn sẽ là nghề ăn nên làm ra cho nông dân. Phóng viên 365 ngày chuyển động có ghi nhận. Khu trang trại rộng đến hàng chục hecta này, chủ trang trại đã dành gần 1 hecta đất xây dựng 4 khu chuồng lạnh hết sức bài bản để chăn nuôi 2.800 con heo. Với hướng đầu tư công nghệ cao, giá trị tiền tỷ như thế, chủ trang trại đã tìm hiểu và lên kế hoạch sản xuất hết sức kỹ càng. Theo đó, liên kết với doanh nghiệp chăn nuôi heo chuồng lạnh gia công chính là hướng đầu tư ở khu nông trang này. Thông qua hình thức liên kết như thế này, nhà nông được doanh nghiệp cung cấp con giống, thức ăn, hỗ trợ kỹ thuật, vaccine cho đàn heo và bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Nhà nông đầu tư chuồng trại và chăm sóc heo đúng theo quy trình đã được tập huấn. Hàng tuần, các kỹ thuật viên sẽ đến tận chuồng để cùng nông dân chăm heo sao cho khoa học và đạt kết quả cao nhất. Với giải pháp liên kết đôi bên cùng có lợi như thế, bình quân mỗi năm khu nông trang này chăn nuôi 2 lứa heo với thu nhập ổn định lên đến hàng tỷ đồng. Đây là một trong những cái mô hình rất là sạch. Thứ nhất là bảo đảm cho vệ sinh môi trường. Thứ hai là con heo luôn luôn tiếp xúc trong môi trường nhiệt độ ổn định từ 20 đến 25 độ C. Thứ ba nữa là không có các nguồn dịch bệnh từ bên ngoài vào và có một cái môi trường rất là sạch để bảo đảm cho con heo phát triển tốt. Về tiêu thụ là công ty là tiêu thụ kịp thời. Chúng tôi rất lạc quan và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện dự án. Đây là một trong những cái công việc rất ổn định. Chỉ tính tại công ty cổ phần CB, một trong những doanh nghiệp liên kết với nhà nông nuôi heo gia công chủ lực ở Lâm Đồng, hiện đã có hàng trăm nông hộ ở hai huyện Đức Trọng và Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc liên kết nuôi heo gia công, với tổng đàn heo lên đến trên 100.000 con. Nuôi heo lạnh đòi hỏi kỹ thuật cao, vốn đầu tư lớn. Mỗi khu chuồng lạnh rộng 750 m², có giá trị đầu tư lên đến gần 1 tỷ đồng. Bởi vậy, liên kết sản xuất để có đầu ra ổn định là hết sức cần thiết, giúp nhà nông yên tâm tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng nông sản. Môi trường và thời tiết ở Lâm Đồng thì khá thuận lợi cho việc chăn nuôi heo và heo phát triển tốt. Hiện tại công ty Subi vẫn hỗ trợ nông dân về mặt con giống, cải thiện chất lượng con giống và thức ăn, đảm bảo cho việc chăn nuôi của người nông dân tốt hơn và thu nhập ổn định hơn. Trong bối cảnh giá heo hơi trên thị trường bấp bênh, liên kết chăn nuôi heo gia công chính là giải pháp tối ưu giúp nhà nông không bị giảm đàn, ổn định nguồn thu, kỹ thuật sản xuất tiên tiến cũng càng được hoàn thiện. Lâm Đồng lại là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi heo nên số lượng đàn heo càng tăng. Năm Kỷ Hợi, nuôi heo theo hình thức mới, gia công cho doanh nghiệp sẽ giúp cho nông dân nâng cao kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, góp phần phát triển nghề chăn nuôi heo ở địa phương ngày càng hiện đại, xóa bỏ hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ. Đó chính là hướng đi tất yếu của thời hội nhập. Kính chúc cho bà con và quý khán giả năm mới thắng lợi mới. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.